Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 135, độ mãn nhãn với cái dàn chân siêu đắt tiền. Thuộc cái bản là con tự động được sản xuất vào những năm là 2006 cho đến cuối năm là 2009, trải qua là hơn 10 năm lăn bánh cũng ở những cung đường Việt. Tuy nhiên cái chiếc Exeter 145 số bên dưới đây vẫn giữ một cái diện mạo bên ngoài là vô cùng lung linh như những ngày đầu vừa mới mua về, cùng với đó là lọt nâng cấp chất lượng ở cái phần dàn chân. Để có được ngoại hình bắt mắt như hiện nay thì chiếc xe đã trải qua một cái cuộc giao kéo hết sức là công phu của người chủ, phải hơn 30 triệu đồng cho việc phục dựng lại tất cả những việc độ chế, những món đồ chơi cho con chiến mã thêm chút ấn tượng và đầy đủ hiệu năng. Không những hướng tới cái đồng hồ Casio, người chủ chỉ lựa chọn cho mình một mẫu đồng hồ cơ nguyên bản lấy từ người bạn Bắc FI, nhưng mức giá thành của nó phải hơn 1 triệu đồng, không hề thua kém gì nếu mua Casio cái dạng lai nhiều. Nếu ở hai bên cái cụm công tắc NVS kết hợp cùng với bao tay Activer đơn giản, nhẹ nhàng với những đường nét là ấn tượng và bấm tay, tận dụng khoảng trống bên góc trái của ổ khóa để gắn thêm một cái Casio tròn dùng để bảo bồn. Những chi tiết trong cái gót combo tốn tiền đây là cái tay thắng Rebo AZ 19 phiên bản mới Costa. Đây là một cái phiên bản nâng cấp tiếp theo mà Rainbow Ý muốn hướng tới người tiêu dùng, với cái điểm nhấn là phần tay thắng rất là gọn gàng, hài hòa, ấn tượng hơn, góc cạnh, êm ái, khác biệt so với phiên bản trước đó. Người chủ đã khoét mũ rất nhiều để không bị cả cấn trong quá trình flap. Sử dụng cho mình dao heo được bấm ngắt dầu CNC vô cùng cứng cáp, kết nối vào heo của Rainbow lực lớn 2 phía đã xứng cái màu vàng đồng, được cố định lên phục thông qua phát heo và được làm bằng điện nhôm nguyên khối tạo hình thông qua một công nghệ là phay CNC hiện đại. Và càng tuyệt vời hơn khi người chủ kết hợp cùng với đĩa của Rakotec cố định và mâm thông qua 4 chốc inox. Hệ thống treo sao dùng là cái phục ni chinh bình dầu rời, một món đồ chơi đến từ Anh Quốc, được rất nhiều em chơi xe kiển là chịu chi hiện nay săn tìm rất nhiều. Sổ một mức giá hơn 20 triệu đồng, một con số không phải ai cũng dám chơi. Cái phần kẹt đe được phủ bằng công nghệ carbon bơ tăng thêm một cái độ sang chảnh cho chiếc xe rất nhiều. Dàn chân được ứng dụng bằng cây mâm của Raceboy 8 cây ở đi trước, đùm sau, cái dụng nên được rất nhiều cái dòng xe của nhà Yamaha như là X nhỏ và CX ưa chuộng. Và góc này ta còn thấy rất nhiều được mô phỏng từ cái dòng Spark của Thái Lan như cái bồ, cái cần số sạc của xe vân. Quay Presso độ quét vùng ở đất Hà Giang khiến người xem thích thú và thấy được cái chiếc quay Presso độ phong cách chiến mã này đã lại ấn rất nhiều thú vị cho người xem bởi cái những góc ảnh được ghi lại sau cái chiến đi vượt ở Hà Giang. Cụ thể hơn chúng ta cùng xem chiêm ngưỡng ở bên dưới nhé. Do người chủ không chụp tổng thể trong những góc ảnh ở vùng đất Hà Giang nên chúng ta không thể xem được em nó sạch sẽ thế nào. Và thấy đây cái sự thể thao đầy cá tính phong cách Presso được có màu hài hòa với nhau với ba màu cam, tím, trắng. Bên cạnh đó thấy được nhiều món đồ chơi trong góc này của chiếc quay ghét quát cái bùng đất từ Hà Giang để xem hiệu năng của món đồ chơi này như thế nào nhé. Chàng chân trở nên mỏng manh hơn sau khi người chủ trang bị cái niềng nhôm của Raceboy ở cái gam màu bạc siêu cứng, có cái trọng lượng cực nhẹ với cái niềng sắt inox. Tất nhiên chơi bánh nhỏ như thế này sẽ giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể cho góc chân hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh, đĩa gaffer cho tên, đi kèm lồng nhôm CNC được cố định bằng lọt ốc rổ ti, kết hợp cùng heo piston qua cái sự hỗ trợ của bát nhôm CNC được gia công từ máy cho cái độ chính xác rất cao. Một góc nghệ thuật với cổ bô ôm trọn cái bùn đất từ Hà Giang sau cái chuyến đi tour. Lốc máy cũng tạo điểm nhấn, ốc bông lửa titan cái kiểu là Saraya cực đẹp. Thực tế nếu hai yếm trước được lắp vào thì có lẽ đã không quăng vùng đất nhiều đến như thế, nhưng do đi tour dài nên việc tháo hai yếm trước sẽ giúp cho giảm nhiệt hiệu quả nhất. Và góc này ta thấy được cái bộ nhông xin đĩa đi và ánh phủ trên mình vùng đất. Mở ra cái gấp xin cũng được thay thế bằng gấp của Nutrexin cấu tạo từ nhôm CC là cực nhẹ, cái độ sắc sảo rất cao trong từng chi tiết. Cái mẫu gấp này ở bên Thái Lan rất được ưa chuộng. Hệ thống khoang sau nguyên bản là đùm, cái sự hầm hố đẳng cấp được nâng lên một cái tầm cao mới khi được đổ lên đĩa. Và trong góc này thì được cái heo của Rainbow 2 bit đã xứng logo lớn
quay ngược qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CNC gia công từ máy cho cái độ chính xác rất cao. Khuyên các bạn chơi heo quay ngược thì nên chọn những heo đồ chơi để có rãnh thoát vùng đất. Heo xin mà quay ngược thế này sẽ nhanh chóng hư hỏng. Hệ thống cái giảm sốc này cho cái đường nhúng êm ái hơn. Chắc chắn những chiếc quay rim thì cuộc này luôn đi đầu. Và thấy được cái chiếc quay này thuộc là hội quay rim đến từ Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này trực tiếp. Nhớ like, subscribe.